và Trúc Nhi xin kính chào quý khán giả của đài SPTN. Chào Trúc Nhi. Chào chị Phương Chi. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức địa phương, sau đó là phần tin cộng đồng của SPTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Cao đẳng Amherst nhận được 500 triệu sau 5 năm quyên góp. Tin từ Amherst, Massachusetts. Kính thưa quý vị, kế hoạch phát triển tài chính của cao đẳng Amherst vượt mức chỉ tiêu gần 80 triệu đô la sau 5 năm vận động gây quỹ. Toàn bộ đạt được khoảng 502 triệu đô la. Kế hoạch khởi sự tháng 10 vào năm 2008, đúng vào lúc thị trường chứng khoán xuống dốc tạo nên tình trạng suy sụp kinh tế tệ nhất trong mấy mươi năm nay. Điều đó làm cho vốn trường đang có mất giá gần 1/4. Kế hoạch gây quỹ đặt ưu tiên cho chương trình học bổng và tạo điều kiện nghiên cứu tổng hợp của sinh viên và ban giáo huấn. Bà Viện trưởng Betty Martin nói, không những dự án khởi đầu trong thời kỳ khó khăn, nhưng đã thành công khi kinh tế xuống thấp kể từ thập niên 1930. Có ân nhân đã cho 100 triệu và 25 triệu riêng lẻ, tổng cộng lại hơn 138 triệu. Khoảng 47% ngân khoản trường đặc quyền sử dụng vô điều kiện. Đó là điều rất đáng kể. Nhiều ân nhân khi tặng những khoản tiền lớn đài thọ cho chương trình nhân bản cao cấp hay đòi hỏi phải đặt tên riêng cho lớp học và giảng đường, v.v. Bà nói thêm, ân nhân của chúng tôi trong đó có nhiều người từng vị là học nơi đây, có một truyền thống ban bố rộng lượng không cần danh tiếng. Đó là điểm khác biệt. Ủy viên học chính tiến cấp bà Marilyn Murray nói rằng, nguồn tài chính giúp cho đại học phát triển cơ sở, chương trình học mở rộng thêm cho vùng Amherst và khu vực miền Tây tiểu bang Massachusetts. Cao đẳng Amherst đang chuẩn bị một cuối tuần lễ hội vào ngày 20 và ngày 21 tháng 9. Trường đã gửi thư mời đến 22.000 cựu đăng khoa, cùng với toàn thể sinh viên, thân nhân, ban giáo khoa và nhân viên trường. Theo thông lệ hàng năm, đài truyền hình SPTN Boston sẽ tổ chức chào mừng SPTN Boston năm thứ 7 vào ngày 12 tháng 10 năm 2013 tại Đại Hí viện John Hancock, trung tâm Downtown Boston từ 6h30 chiều đến 11h30 tối. Chương trình rất đặc sắc với những dòng nhạc trẻ, trữ tình, quê hương và dòng nhạc ngoại quốc lời Việt đã vang bóng một thời. Lần đầu tiên có sự góp mặt của hai ca nhạc sĩ Sĩ Đan và Vũ Tấn Đức cùng với tất cả các ca sĩ của trung tâm Asia như Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Nguyên Khang, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Quỳnh Phi Tiễn, Lưu Đức Long, Phạm Tuấn Ngọc, Như Quỳnh, Lâm Nhật Tiến, Diễm Liên, Hồ Hoàng Yến, Y Phương, Lilian, Linh Si, Đỗ Tiên Dung, Ngọc Anh Vi. Với sự trở lại của Quang Minh Hồng Đào sẽ mang lại cho quý vị những tiếng cười thoải mái, đặc biệt có sự tham dự của nhạc sĩ Trúc Hồ và MC Diệu Quyên, điều khiển chương trình MC Đỗ Tân Khoa và Kỳ Dương. Đặc biệt năm nay, rạp sẽ mở cửa phòng tiếp tân vào lúc 4h30 chiều đến 6h30 chiều. Cuộc hội ngộ chụp hình lưu niệm giữa ca sĩ và khán giả do nhóm nhiếp ảnh gia nổi tiếng tại vùng Washington DC đảm nhận. Kính mời quý vị khán giả đến sớm để có dịp hàn huyên và có những bức ảnh đẹp với ca sĩ. Vé có bán tại Mỹ Xuyên Gift Shop vùng Rochester, Thanh Hair Salon vùng Rochester, Sài Gòn Market vùng Randolph, Như Ngọc Video vùng Worcester, Bánh mì Ba Lẹ vùng Rochester, Đài Tiếng Nước Tôi vùng Rochester, Sài Gòn Asia Market tiểu bang New Hampshire, Hương Xuân vùng Lowe, Maxim Pharmacy vùng Rochester, Lee Store Bakery vùng Rochester, Phương Thảo Video vùng Everett, Hồng Cúc Sandwich vùng Lowe. Chương trình được bảo trợ bởi hai nhà tài trợ chính, Nhao Hoàng Inn vùng Rochester, Jupiter Beauty Academy vùng Rochester, Maxim Pharmacy vùng Rochester, Vietnet Travel vùng Rochester, Cô Nguyệt Bánh Mì Ba Lẹ vùng Rochester, Phở Lê vùng Rochester, Trung tâm Chấn Thương Chỉnh Hình Bác sĩ Hàng Thanh Lâm vùng Rochester, Hai Lúa Supermarket và Restaurant, Phở Pasteur vùng Chinatown, Boston, Metro South Insurance vùng Rochester, Sweet Kiwi vùng Westford, Tiệm Vàng Hoàng Mỹ vùng Rochester, AC Farm Market vùng Rochester, Phở 88 vùng Lowe, Town Hall Realty Inc vùng Rochester, Nhà sĩ Đinh Thị Quế vùng Rochester. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Phạm Kim Liên, số điện thoại 508 697 3753.
hoặc ông Nguyễn Văn Hội, số điện thoại 617-361-5762. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau những thông tin thương mại. Maxim Pharmacy là nhà thuốc Tây do người Việt Nam làm chủ lớn nhất vùng núi England. Chúng tôi chuyên bán cung cấp đầy đủ các loại thuốc Tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây, quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận đưa thuốc đến tận nhà quý khách, bãi đậu xe rộng rãi, an toàn, địa điểm thuận lợi. Maxim Pharmacy, nhà thuốc Tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Số điện thoại 617-282-9800. Hãy gọi cho Vietnet Travel để có một chuyến du hành an tâm và thoải mái. Vietnet Travel được sự chứng nhận của hãng hàng không Mỹ và quốc tế. Vietnet Travel 1-800-380-6181, chuyên bán vé máy bay, đặt khách sạn, thuê xe và làm giấy tờ du lịch, vân vân. Vietnet Travel 1-800-380-6181. Ủa chị Phương Chi. Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời ơi, đẹp quá chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ, bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa, lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ, thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter Beauty Academy em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Wow. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì okay. Em cũng xin đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nailmart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nailmart 617-288-8999. Nailmart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư, bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam. Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Rochester trong khu vực Rochester do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng bán sỉ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. hợp khẩu vị với người Á Đông. Đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng. Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời. Xin thông báo chợ Lucky vùng Randolph đã dời về Hai Lúa Plaza tọa lạc tại 937 trên đường Northman, vùng Randolph đối diện với cây xăng US Gas và gần nhà thờ St. Bernadette. Hiện bây giờ xin quý vị đi vào cổng phía sau của Plaza. Chợ Lucky chuyên bán sỉ và lẻ tất cả các rau cải và trái cây tươi hàng ngày như chôm chôm, mít, măng cụt, sầu riêng, mãng cầu, xoài, v.v. Đặc biệt nhất là quầy thịt tươi, cá, tôm, cua sống hàng ngày. Ngoài ra còn cung cấp tất cả các gia vị đông lạnh, đồ khô, mắm, tương rất phong phú. Các loại gạo thượng hạng, đặc biệt là gạo Jasmine Chaff, được sản xuất từ tiểu bang Louisiana, phẩm chất tốt, giá cả phải chăng. Hai Lúa Plaza sẽ khai trương thêm food court và 12 cửa thương hiệu bên trong. Chợ mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nhà hàng Hai Lúa tưng bừng khai trương tọa lạc ngay trong Hai Lúa Plaza. Nhà hàng được thiết kế rất sang trọng và khang trang, trên 100 chỗ ngồi, rất thuận tiện cho việc tổ chức sinh nhật họp bạn.
Nhà hàng có đầy đủ món ăn thuần túy Việt Nam cho sáng, trưa và tối. Đặc biệt nhà hàng còn nhận làm tất cả các món ăn cho tiệc tại tư gia và đem đến tận nơi. Nhà hàng sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng mỗi ngày với những món ăn sáng miền Tây. Nếu quý vị khách nào đi chợ Hai Lúa mua trên 100 Mỹ Kim sẽ được tặng một tô phở. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 781-885-2687. Chủ nhân trân trọng kính mời. Saracare vùng Worcester, một chương trình chăm sóc cho người cao niên. Nếu quý vị có cha mẹ hoặc người thân cần một nơi đáng tin cậy để được sự chăm sóc đặc biệt, an toàn và lành mạnh, sống hạnh phúc, vui vẻ và mạnh khỏe. Một dịch vụ có cả xe đưa đón tận nhà và những cuộc hẹn của bác sĩ và y tá chuyên nghiệp. Các sinh hoạt để bồi dưỡng sức khỏe, các thức ăn điều dưỡng. Tại đây có các nhân viên Việt Nam tận tâm chăm sóc cho người thân của quý vị. Mọi dịch vụ miễn phí nếu quý vị là hội viên hợp lệ. Xin cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của SBTN Boston và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự cộng đồng của SBTN Boston.